Ok, hai cả nhà, chào cả nhà đến với kênh Review Tool ha. Thì hôm nay cũng như mọi lần, xin chia sẻ một ứng dụng nó cũng rất hữu ích trong cuộc sống hàng ngày đến với các bạn ở trên hệ điều hành Android. Như các bạn đã biết rồi đó, khi mà các bạn muốn mua một chiếc xe máy cũ đi ha, hoặc là muốn bán một chiếc xe máy cũ, thì các bạn có thể phải chạy ra tới những cái tiệm chuyên thu mua xe cũ ở địa phương các bạn. Nhưng mà với thời điểm dịch bệnh hiện nay thì chúng ta có thể giao dịch những việc mua xe máy đó ở trên chiếc smartphone của chúng ta, trên chiếc smartphone Android các bạn ha. Thì đây là ứng dụng OK xe nha, ứng dụng mua bán xe máy trực tuyến nha các bạn, với hơn 1 triệu lượt tải xuống. Đây là một ứng dụng nó cũng rất là uy tín và rất nhiều là bình luận tích cực nha các bạn nha. Các bạn chỉ cần việc lên trên Shark Play, các bạn gõ cho mình từ OK xe rồi sau đó mở ra nền tảng tin cậy này, kết nối cộng đồng mua bán xe máy bằng giao dịch tin cậy và chất lượng, tiện lợi dễ sử dụng, thao tác đơn giản cho trải nghiệm người mua bán dễ dàng ha. Đa dạng dịch vụ nâng cao tiện ích cho người tham gia giao thông. Rồi, đây. Các bạn có thể nhập từ khóa tìm kiếm những chiếc xe mà mình muốn mua ở trên ứng dụng này. Rồi thương hiệu phổ biến Honda, Yamaha. Đây mình sẽ search thử xe tay ga nè. Đây, Liberty chứng nhận với OK xe nè. Thì đây là những chiếc xe mà đã được chứng nhận bởi cái app này ha, đã được cái người chủ của ứng dụng họ xem xét và họ chứng nhận là bạn mua được chiếc xe này rất là uy tín ha. Đây, ứng dụng xe Liberty nè, với giá 33 triệu nè, có hình ảnh xe đầy đủ nha các bạn nha. Rồi SH nè, và được hình như là được trả góp luôn nha các bạn. Rồi ví dụ như nhập tiền kiếm xe đi, thế giờ mình thử là CRS đi ha. Đây, để đăng nhập để thấy nhiều điều hay ho hơn, mình đang search xe CRS thử ra. Thì hiện tại xe CRS thì nó chưa có, không có chiếc CRS nào là được bán trên đây nha. Mình qua thấy xe số nè. Đây, có Sirius nè các bạn, ở tỉnh Đồng Nai nè, 11 triệu rưỡi này, rất hay nè. Thành phố Hồ Chí Minh nè, 1 triệu rưỡi, thành phố Hồ Chí Minh 14 triệu nè. Đó. Và có những cái bản tin như đây rất là nhiều nha. Khi mình search từ Sirius thì các bạn lướt xuống xuống dưới, nó nằm ở dưới đây. Đây, rất là nhiều người bán lại nè. Để mà các bạn có thể vô đây tham khảo rất là nhiều giá nha. Rồi đây có bản tin nè, OKC đang nâng tổng số vốn lên là 200 tỷ nè, tại vòng gọi vốn nè. Ok, đây là một ứng dụng rất là uy tín nha, để các bạn mua bán xe cũ, xe dùng lại ở trên smartphone Android ha. Thì cái phần review chia sẻ ứng dụng mua bán xe trực tuyến ở trên điện thoại Android của mình tới đây kết thúc. Thì nếu các bạn thì cảm thấy hay thì nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để theo dõi những clip sau của mình ha. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi clip.